tin mới vụ người đàn ông đấm hộc máu mồm bé trai lớp 1 để trả thù thay con ở Hòa Bình. Liên quan đến vụ việc người đàn ông đánh bé trai học sinh lớp 1 để trả thù cho con, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình vừa có báo cáo ban đầu. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 10 tháng 7 năm 2020, khi em Nguyễn Gia KS, sinh năm 2013, là học sinh lớp 1 trường tiểu học Hữu Nghị, đang ở cổng trường thì bị Phạm Duy Đức, sinh năm 1978, là phụ huynh của em PHL, bạn học với em KS, dụ dỗ, yêu cầu đi theo đến chỗ khuất người để bạo hành khiến em chảy máu mũi, miệng. Đâu là nguyên nhân? Cũng theo báo cáo, ngày 8 tháng 7, hai em Nguyễn Gia KS và PHL có trêu đùa và xảy ra mâu thuẫn trong giờ ra chơi. Sự việc trên cũng được gia đình em L báo với giáo viên chủ nhiệm lớp. Được sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã gặp riêng hai em L và KS để lắng nghe, phân tích đúng sai, đồng thời đề nghị các em xin lỗi nhau. Sự việc đã được giải quyết, nhưng do vẫn còn bức xúc nên khi đưa con đi học, Phạm Duy Đức đã gặp em Nguyễn Gia KS ngoài cổng trường và có hành vi bạo hành đối với em. Trá bé đã bình phục. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã cử cán bộ giáo viên ra hiện trường để xem xét sự việc, chăm sóc em KS, đồng thời báo cáo tình hình lên Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hòa Bình, chính quyền địa phương và công an phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường nắm sự việc và tạm giữ hình sự đối tượng gây ra vụ bạo hành. Nhà trường cũng đã phối hợp với gia đình em Nguyễn Gia KS đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để kiểm tra sức khỏe. Hiện em KS chỉ bị đau ở phần mềm và đang tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi cháu K, được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Xin giải hòa. Trước đó, tối 13 tháng 7, chị Ngô Thị Ngọc, mẹ cháu KS, cho biết khoảng 14 giờ chiều 10 tháng 7, chị nhận được điện thoại báo có người đánh con chị. Nghe thấy điện thoại vậy, chị Ngọc đi xe đến trường thì gặp con tại phòng y tế của trường rồi cùng mọi người đưa con đến bệnh viện băng bó vết thương và chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe. Hiện tại cháu KS tinh thần vẫn hoảng sợ, không muốn đến trường. Theo người mẹ này, nguyên nhân ban đầu là do con chị và con anh Đức cùng 4 đến 5 bạn chơi với nhau. Sau đó, con chị giật mũ của bạn và tung lên. Khi về nhà, con anh Đức mách bố, dẫn đến sự việc con chị bị hành hung. Cũng theo chị Ngọc, sau khi xảy ra chuyện, gia đình anh Phạm Duy Đức có sang nói chuyện, xin hòa giải. Quan điểm của gia đình chị không có ý định bắt đền, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của cháu KS. Gia đình chị mong muốn cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo đúng quy định. Tuy nhiên chị Ngọc không muốn truy cứu hình sự người nào. Hãy like, share, bấm đăng ký kênh để xem nhiều thông tin hơn nữa. Thanh yêu so mất mũ.